Thưa quý vị và các bạn, kiện toàn bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã là một chủ trương lớn trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 5 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành chu đáo mọi nội dung về công tác tổ chức cán bộ. 73 đồng chí đảm nhiệm chức danh công an xã đợt này là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong công tác, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ công an, tâm huyết và trách nhiệm với công việc. Cảm thấy rất là vinh dự, tự hào và cũng rất là phấn khởi được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo công an thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ cố gắng bám sát địa bàn, bám sát cơ sở, cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là mối quan hệ tốt với lại nhân dân nơi mình công tác để có thể sớm hòa nhập, nắm bắt tình hình và xử lý công việc một cách nhanh nhất, khắc phục mọi khó khăn, mọi cái trở ngại ban đầu để cái bộ máy của công an xã vận hành hiệu quả. Bên cạnh lực lượng công an chính quy được điều động về công tác tại 11 xã của huyện Hòa Vang, thì điều mà nhiều người băn khoăn là những công an xã bán chuyên trách đã từng nhiều năm công tác tại các xã thuộc huyện Hòa Vang, giờ đi đâu, làm gì? Chúng tôi đã rà soát là đưa chuyển qua làm cái viên chức cho những cái đơn vị sự nghiệp của huyện thì được 2 đồng chí. 3 đồng chí là giải quyết được về làm công chức xã và 12 đồng chí được về là cán bộ không chuyên trách của xã. Như vậy là chúng ta phải giải quyết 32 đồng chí phải coi như là nghỉ việc. Thì hiện nay là chúng ta đã giải quyết nghỉ việc cho 2 đồng chí được theo chế độ 108. Và các phó công an xã thì giải quyết theo chế độ 24 của thành phố. Thì một năm được là coi như một tháng thì coi như là được 1,5 tháng lương. Và các đồng chí công an viên thì năm là nửa tháng lương. Như bản thân tôi nữa thì trong thời gian qua nữa thì về cái nghiệp vụ cũng như cái năng lực công tác thì đương nhiên nó vẫn còn hạn chế. Khi mà triển khai thực hiện cái đề án mà công an xã chính quy thì bản thân thì rất đồng tình cũng như nó là rất mong là lực lượng chính quy về công tác đảm nhận cái tình hình thực tế, xử lý tình hình thực tế tại địa phương. Chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã được triển khai toàn diện tại thành phố Đà Nẵng, thể hiện sự quyết tâm của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Đảng ủy Giám đốc Công an thành phố. Việc thực hiện chủ trương này như một luồng gió mới, đầy sinh khí trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự, với nỗ lực đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở, kỳ vọng vào một nền an ninh nông thôn ngày càng bình yên.